Cột Cờ Thành Tuyên trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, tức ngày 24 tháng 11 năm 2020. Tại cơ sở sản xuất đồ gỗ Thành Tuyên, chúng tôi mới làm xong một đơn hàng này là của gia đình Trung Tình. Chú đã từ công từ trong miền Nam, chú bay ra đặt gia đình chúng tôi, đặt cơ sở chúng tôi với một bộ sập thờ kích thước là dài 2m17 và rộng 1m07, cao 1m17. Dạ tiền là chúng đặt chúng tôi là 10 phân liền khối. Đây là 10 phân liền khối. Đây cơ sở đồ gỗ Thành Tuyên mà đục là đường nét là rất sắc nét. Tiền là 10 phân, chân là vuông 24, ván mặt là 2 phân, có khuôn mặt 5 phân. Đây dạ tiền dạ ngang, dạ ngang cũng 10 phân. Và một chiếc bàn cơm kích thước là dài 2m, dài 1m27 và rộng 61, cao 47. Và chú đặt thêm một cỗ ngai. Ngai của chú là theo yêu cầu của chú là sơn son thiếp vàng. Ở trong đó có một cái bài vị có khắc chữ là phụng tự tổ tiên Nguyễn gia tộc thần vị. Đây là gia đình chú. Và chú đặt thêm 4 cái khung ảnh. Này là kích thước là dài 1m97 và rộng 87 và dày 5 phân. Tôi đục chữ Đức Lưu Quang ở giữa và giáp vàng. Đây là vàng Đài Loan. Và một bộ có đối. Kích thước là dài 1m97 và rộng 28, dày 5 phân. Đây chữ là bên tay phải, đây là chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh. Và bên tay trái trên đây là chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Hôm nay là cơ sở đồ gỗ Thành Tuyên làm xong cho chú và bây giờ là đi vào để bọc hàng để chiều nay là gửi xe cho chú. Vậy mọi thông tin chi tiết kính mong quý vị và các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0398949854 hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Thành Tuyên nằm tại khu công nghiệp La Xuyên Vàng, Ninh Yên, Nam Định. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.